Cường Đô La công khai gọi Đàm Thu Trang là vợ, khoe dàn siêu xe trăm tỷ. Sau khi gây xôn xao với loạt ảnh được cho là ảnh cưới được chụp riêng tại thiên đường du lịch Maldives, chồng cũ của Hồ Ngọc Hà mới đây lại thu hút nhiều sự chú ý với động thái mới, làm rộ tin sắp kết hôn cùng Đàm Thu Trang. Cụ thể, vào cuối tuần qua, Cường Đô La đăng tải một tấm ảnh ngồi trong xe ô tô, được chỉnh hiệu ứng rất nghệ thuật. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận và doanh nhân trẻ đều vui vẻ hồi đáp. Trong đó, khi một người bạn trách đùa rằng, chụp hình không rủ vậy cậu, Cường Đô La bất ngờ trả lời, hít hít, vợ chụp cho cậu ạ. Bên dưới phần bình luận của doanh nhân sinh năm 1982, nhiều người bày tỏ sự thích thú, được vợ chụp cho là nhất rồi anh ạ, đồng thời chúc mừng tình yêu đẹp của cặp đôi. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Cường Đô La gọi Đàm Thu Trang là vợ. Trong một đoạn livestream của Hoa Khôi xứ Lạng cách đây không lâu, anh cũng từng xuất hiện tại nhà bạn gái trong ngày giỗ bố của cô. Theo đó, doanh nhân phố núi công khai ôm hôn Đàm Thu Trang và gọi cô là vợ trước hàng trăm người hâm mộ đang theo dõi buổi livestream. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên dân mạng được chứng kiến anh gọi bạn gái là vợ theo cách tự nhiên trước mặt bạn bè. Trải qua nhiều ồn ào từ sau khi ly hôn ca sĩ Hồ Ngọc Hà và sau khi chia tay hot girl Hạ Vi, Cường Đô La đã nhiều lần thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Đàm Thu Trang. Không những ngọt ngào tự tay làm mô hình cú mèo tặng bạn gái, Cường Đô La cũng không ngần ngại cầm túi xách hay giúp đỡ Đàm Thu Trang trong công việc. Cách đây không lâu, người đẹp đã đăng tải hình ảnh cô cùng bạn trai đại gia đang tất bật trong công việc để chuẩn bị cho việc khai trương nhà hàng mới vào tháng 10. Cụ người mẫu tự hào, một việc trong vô số việc cho chi nhánh thứ hai. Trong ảnh, Cường Đô La rất chăm chú thảo luận công việc cùng bạn gái và nhân viên. Mặc dù đây là nhà hàng của bạn gái, nhưng ông bố một con không ngại ngần giúp đỡ người yêu đang bận rộn trong công việc. Tất cả những động thái gần đây của Cường Đô La khi liên tục có những hành động bất ngờ dành cho Hoa Khôi xứ Lạng chưa từng làm cho bất cứ người tình nào trước đây, khiến nhiều người tin rằng phải chăng Đàm Thu Trang chính là lựa chọn cuối cùng của anh. Cường Đô La khoe dàn siêu xe trăm tỷ cùng các đại gia trẻ. Cũng vào cuối tuần qua, Cường Đô La cùng những người bạn đã tổ chức hành trình siêu xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Trên Instagram cá nhân, anh khoe ảnh đoàn siêu xe với nhiều model đắt tiền, trong đó chủ yếu là Lamborghini. Vào sáng ngày 29 tháng 9, nhiều siêu xe đủ màu sắc của Cường Đô La và các đại gia Sài Gòn đã hội tụ trước một khu đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, thu hút nhiều sự chú ý. Có thể thấy trong đoàn xe, sự xuất hiện nổi bật của những chiếc xe được thửa riêng như chiếc Ferrari 488 GTB độ SVR hay Mercedes G63 AMG độ Brabus. Tại Vũng Tàu, doanh nhân trẻ và vị đại gia Vũng Tàu cũng sở hữu Lamborghini Aventador độ Liberty Work Limited Edition cũng góp mặt với hai chiếc BMW M3. Sau đó, siêu xe Ferrari 488 Spider và Nissan GTA của một đại gia Bình Phước cũng gia nhập đoàn, khiến thành phố Vũng Tàu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn xe ước tính lên tới trăm tỷ đồng. Yêu nhiều mỹ nhân như Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La chỉ làm những điều này cho duy nhất Đàm Thu Trang. Nhìn danh sách người yêu vừa đẹp vừa giỏi của Cường Đô La khiến cánh mày râu không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không phải ai Cường Đô La cũng có cách yêu đặc biệt và trân trọng như Đàm Thu Trang. Tin đồn hẹn hò giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang bắt đầu dấy lên từ tháng 8/2017 vì là mối tình công khai sau thời gian chóng vánh chia tay mỹ nhân vạn người mê Hạ Vi nên Cường Đô La không tránh khỏi khiến dư luận nghi ngờ. Nhiều đồn đoán cho rằng Cường Đô La phụ tình người cũ và Đàm Thu Trang cũng bị chỉ trích là kẻ thứ ba. Thậm chí Đàm Thu Trang còn bị đặt lên bàn cân so sánh với những người yêu cũ của Cường Đô La. Nhìn lại những mối tình đã qua của Cường Đô La, có thể thấy luôn xuất hiện thị phi. Thiếu gia phố núi ít khi giải thích hay phân trần nhiều, anh mặc mọi người đồn đoán và cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Lần này Cường Đô La cũng giữ sự im lặng tuyệt đối trước truyền thông, song anh có động thái riêng để giải vây cho Đàm Thu Trang. Anh thể hiện tình cảm khéo léo với người yêu trên mạng xã hội. Anh thường xuyên like và bình luận phía dưới những bức ảnh của Đàm Thu Trang với ngôn từ tình tứ. Khi Đàm Thu Trang viết bâng quơ, chẳng cần biết thân nhiều hay ít, quan trọng nhất là lúc bạn cần họ, bạn có nhìn thấy họ không? Cường Đô La nhắn nhủ, thấy anh là đủ rồi. Tiếp đó vào tháng 9 năm 2017, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã đồng loạt cập nhật trạng thái đã đính hôn liên tiếp những ngày sau đó, cả hai khéo khẳng định chủ quyền yêu đương qua những chia sẻ riêng tư. Đây là điều chưa từng thấy trước đây của Cường Đô La, dù khi bên Hà Hồ hay mặn nồng cùng Hạ Vi, anh giữ kẻ tuyệt đối trên mạng xã hội và gần như không để bất kỳ một trạng thái riêng tư nào. Quả thật, Đàm Thu Trang là một ngoại lệ khá lớn của anh.
Vào tháng 2 năm 2018, Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng mệt mỏi. I'm just tired, just want the world to be quiet for a bit. Tạm dịch, em chỉ thấy mệt mỏi, em muốn thế giới lặng yên trong giây lát. Nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn phải chăng người đẹp họ Đàm và thiếu gia phố núi đã đường ai nấy bước sau 6 tháng hẹn hò. Trong tâm bão, cả hai nhân vật chính đều im lặng. Đại diện truyền thông của chân dài họ Đàm cho hay, đúng là cả hai đang có nhiều khác biệt về quan điểm dẫn đến rạn nứt tình cảm, nhưng để khẳng định họ đã chia tay thì vẫn chưa hẳn. Không để tin đồn nghiêm trọng hơn, Cường Đô La có mặt trong buổi khai trương nhà hàng của Đàm Thu Trang. Dù tránh chụp hình chung, song danh nhân họ Nguyễn và bạn gái vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Cử chỉ thân mật của cặp tình nhân đã đập tan tin đồn rạn nứt mối lương duyên. Vào tháng 9 năm 2017, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã đồng loạt cập nhật trạng thái đã đính hôn. Liên tiếp những ngày sau đó, cả hai khéo léo khẳng định chủ quyền yêu đương qua những chia sẻ riêng tư. Cách đây không lâu, khi cùng người yêu du hí Đà Lạt, Cường Đô La đã dùng hashtag Đàm Thu Trang như một cách khẳng định mình đang đưa người yêu xinh đẹp đi du lịch. Đây cũng là lần đầu tiên Cường Đô La khẳng định chủ quyền của người yêu trên mạng xã hội như thế này. Dù rằng đây chưa phải là sự ràng buộc chính thức về mặt pháp lý cho mối quan hệ, nhưng động thái này cũng khiến nhiều người tin rằng doanh nhân phố núi thực sự nghiêm túc trong chuyện tình với mỹ nhân xứ lạng. Trên Facebook và Instagram của Cường Đô La cũng ngập tràn hình ảnh của Đàm Thu Trang, cô như người bạn đồng hành, một tri kỷ theo anh trên mọi chặng đường công việc hay sở thích. Trong đám cưới của Diệp Lâm Anh, Cường Đô La bất ngờ quay ra hôn lên trán Đàm Thu Trang, khiến các khách mời phải ngoái nhìn. Có lẽ đây là một trong những điểm khác biệt trong mối tình giữa Cường Đô La với Đàm Thu Trang so với các mối tình trước đó của anh. Bởi Cường Đô La vốn nổi tiếng là thiếu gia lãng mạn, những mỹ nhân khác chính thức công khai như Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi, Đàm Thu Trang đều được Cường Đô La săn đón bằng siêu xe, bằng những sự quan tâm ngọt ngào, những món quà bất ngờ, những bó hoa ngọt ngào mỗi dịp kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ với người đẹp nào cũng sớm được công khai. Khi còn mặn nồng với Hà Hồ thời gian đầu, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, gần như không ai hay biết về cuộc tình của họ. Phải đến khi cả hai đã có con chung, trong đám cưới của Lệ Quyên, công chúng mới thấy cặp đôi công khai khóa môi nhau. Cặp đôi đăng ký kết hôn khi Hồ Ngọc Hà sinh con đầu lòng, nhưng chưa bao giờ tổ chức lễ cưới. Đến đầu năm 2014, Cường Đô La ngỏ lời cầu hôn Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân, ngỡ tưởng sẽ có cái kết đẹp, không ngờ cuối năm đó, cặp đôi tuyên bố chia tay. Trong mối tình 2 năm với Hạ Vi, Cường Đô La cũng chưa từng cho cô một danh phận. Cặp đôi đã có nhiều khoảng thời gian thăng trầm trong mối quan hệ và Hạ Vi thậm chí còn đối diện với không ít lùm xùm. Cuối cùng, người đẹp Hải Phòng cũng chỉ là một bóng hồng từng đi qua cuộc đời anh. Cách đây vài ngày, Đàm Thu Trang đã có mặt tại quê Lạng Sơn để làm dỗ cho bố. Dĩ nhiên, Cường Đô La cũng theo người yêu về quê trong dịp đặc biệt này. Đáng chú ý là Đàm Thu Trang livestream trò chuyện cùng bạn bè trên mạng xã hội. Thay vì tránh mặt, Cường Đô La lại vui vẻ xuất hiện cùng bạn gái. Không chỉ thế, anh còn liên tục dành nhiều cử chỉ thân mật như hôn, ôm Đàm Thu Trang. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng thể hiện sự quan tâm của mình dành cho bạn trai khi lau mồ hôi cho Cường Đô La. Không những vậy, Cường Đô La còn gọi cô là vợ khi trả lời bình luận của một người bạn. Ngoài ra, anh cũng khẳng định với người hâm mộ, khi nào cưới sẽ livestream. Trước những câu nói này của bạn trai, Đàm Thu Trang không có thái độ phản đối. Quả thật, sự ngọt ngào này của Cường Đô La khiến công chúng ngỡ ngàng, vì đây không phải là lần yêu đầu của anh, nhưng hẳn là lần yêu mãnh liệt nhất mới khiến một danh nhân điềm đạm và kín tiếng bung xả hết mình như thế trong tình yêu. Cường Đô La và Đàm Thu Trang ôm hôn say đắm tại Maldives, nghi án đi chụp ảnh cưới. Đang trong kỳ nghỉ tại Maldives, cả Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều đăng lên trang cá nhân những bức hình quá sức ngọt ngào từ trước đến nay của cả hai. Ngay sau sự kiện hội ngộ vợ cũ Hồ Ngọc Hà tại bữa tiệc sinh nhật của Subel hôm 23 tháng 6, Cường Đô La đã đưa bạn gái Đàm Thu Trang và con trai riêng bay tới Maldives để nghỉ dưỡng. Đi cùng chuyến đi này còn có một vài người bạn thân. Mới đây trên Instagram cá nhân, Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn đăng tải những hình ảnh lãng mạn tại một trong những quần đảo nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới. Trong hình ảnh mới nhất của chuyến đi, Cường Đô La không ngại ôm hôn bạn gái ngọt ngào trên bãi biển. Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trong đó có những bình luận còn thắc mắc liệu có phải cặp đôi này đang đi chụp ảnh cưới tại quần đảo thần tiên này. Bởi điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi tình cảm mà Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang ngày càng sâu đậm và được hai bên gia đình ủng hộ. Maldives lại là thiên đường cho các cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật cùng nhau, thì không có lý do gì Cường Đô La và Đàm Thu Trang bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cưới lãng mạn tại đây. Với trang phục của cặp tình nhân cùng cấp chụp flycam từ trên cao, cộng đồng mạng cho rằng mô hình có sự đầu tư chỉnh chu này hẳn không thể chỉ là ảnh kỷ niệm du lịch.